Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ. Tà ra. Ok, lại là một ngày chúng ta ngồi lại với nhau để xem về các ván trải. Và ván trải ngày hôm nay như ở trong cái topic của Dear mọi người đã nhìn thấy rồi, nó tên là bạn sẽ học được gì ở môi trường mới, hoặc là bạn sẽ làm được gì, hoặc bạn sẽ đạt được gì ở cái môi trường mới. Cái chữ học mà Dear sử dụng ở đây á, nó mang cái chủ đích cũng khá là lớn. Đó là bởi vì là tụi đi biết rằng là trong cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các bạn học sinh lớp 12 nè, những cái bạn mà chuẩn bị đi thi trung phổ thông quốc gia đó, thì các bạn đó đã thi và chuẩn bị bước vào một cái môi trường mới. Cho nên là tụi đi mong muốn là trải cái ván trải này để giúp cho các bạn có một cái nhìn khái quát, hoặc là giúp cho các bạn có một cái có là cái can đảm để bước vào môi trường mới, hoặc là để sẵn sàng tiến thân vào môi trường đại học. Nhưng không vì thế mà ván trải này bị giới hạn cái đối tượng xem. Đi sẽ giải thích một chút xíu môi trường mới ở đây. Mặc dù tụi đi thì mong muốn hướng đến rằng là môi trường của những cái bạn sĩ tử, nhưng mà đôi khi cái môi trường mới mà được những cái lá bài nhắc ở trong đây á, nó là những môi trường là làm việc nè, hoặc là thay đổi chỗ ở nè, hoặc là bạn cưới chồng xong về nhà mẹ chồng thì nó cũng là một môi trường mới. Ok, hoặc là thay đổi khuôn viên sống rồi đó, thì đó cũng là môi trường mới, hoặc gặp những con người mới. Thì cái ý nghĩa, cái ý niệm của ván trải hôm nay là bạn sẽ học được gì ở những cái nếu mà sử dụng chữ môi trường thì nó hơi gọi là hơi bị tù á, thì đi sẽ sử dụng là ở những cái hoàn cảnh mới, ở những cái bố cục mới trong cuộc sống. Ok không? Rồi, bây giờ vẫn như mọi khi, đi có 4 tụ bài 1, 2, 3, 4. Thì mỗi tụ bài này các bạn hãy chọn cho mình những cái tụ bài mình cảm thấy là đang bị thu hút, hoặc là nếu mà bạn nào bị thu hút bởi 2 tụ bài thì ok, cứ chọn luôn đi nha. Đã. Ok, bây giờ thì mở lòng ra và tụ bài của chúng ta bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên chúng ta đến với tụ bài số 1 với viên đá màu đỏ. Thì để trả lời cho câu hỏi rằng là bạn sẽ học được gì ở môi trường mới, thì đầu tiên đi có lấy ra một số lá bài và đặt một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đi muốn biết sơ quát, khái quát về cái môi trường đó của bạn nó sẽ ra sao. Nó sẽ ra sao? Cái môi trường mới đó nó sẽ ra sao? Ok, đi có những lá bài sau đây. Ok, có vẻ là ở cái môi trường mới này thì những cái con người trong đây cũng rất là dễ thương, họ rất là kết nối, nói chung là một cái môi trường có cái sự kết nối, yêu thương, đoàn kết rất là nhiều. Tuy nhiên dường như ở trong cái môi trường này người ta không có được thể hiện cái tôi cá nhân quá nhiều, hoặc là những cái bạn ở trong cái lớp này, hoặc là những cái người ở trong cái môi trường làm việc, hoặc những cái con người ở đây, họ không có thể hiện bản thân họ ra quá nhiều, là những con người hơi khó hiểu. Và đôi khi bạn cảm thấy hơi sợ hãi khi phải bước vô cái môi trường này, bởi vì ai cũng giữ một cái khoảng cách nhất định và họ không có cởi mở, họ không có mở lòng ra với những người xung quanh. Đó là cái đầu tiên. Tuy nhiên thì Đi vẫn nói đây là một môi trường vui, hoặc là đây là một môi trường khá là thú vị, nó cũng sẽ đem đến cho bạn những cái trải nghiệm tốt, chứ không hẳn là gọi là những cái xấu quá xấu đâu, không có đâu. Tức là một cái môi trường khá là tốt, chẳng qua là những cái tôi cá nhân, hoặc là những cái yêu cầu cá nhân, những cái nhu cầu cá nhân, cái gì đó thuộc về cá nhân, những tiếng nói cá nhân thì thường không được cất lên ở trong cái môi trường này, mà luôn luôn phải đề cao cái tinh thần tập thể, hy sinh cho người khác. Nên á, đôi khi bạn sẽ không nhìn được lòng người khác. À, người ta có câu dò sông dò bể dễ dò đó, ai mà lấy thước mà đo lòng người đó. Đó thì đây, đó là bởi vì bạn không nhìn được người ta là người như thế nào, mà không nhìn được rằng những cái người trong cái môi trường này á, họ phản ứng ra sao. Bạn sẽ luôn thấy là họ như họ có một cái lớp mặt nạ nào đó, nên bạn chưa thật sự dám mở lòng với những người trong cái môi trường này. Cái tiếp á, đi muốn lấy ra đó chính là: vậy thì bạn sẽ đạt được những gì, bạn sẽ có những gì ở trong cái môi trường này? Hay nếu mà dịch ra một cách sâu xa hơn là những cái thành tựu mà bạn đạt được ở trong cái môi trường này là gì? Thì chúng ta có lá The Hermit, có lá Love nè, có lá King of Wands, King of Water. Để mà bạn nào hỏi đi là đi lấy những cái bộ lá bài này ở trong bộ nào, thì đầu tiên ba lá đầu tiên được lấy từ bộ Ostara, còn bộ tiếp theo là 1, 2, 3 này lấy từ bộ Good Tarot. Ok không? Đi thì khá là thích hình vẽ của cái bộ này. Ok, chúng ta quay trở lại, bạn sẽ đạt được gì? Một, có thể bạn sẽ có được một người yêu, hoặc bạn sẽ có được tình yêu. Bởi vì á, tại vì sao? Đầu tiên á, cái ván trải đầu tiên bạn đã ra lá Two of Cup rồi, mà thường Two of Cup nó sẽ nói về tình yêu khá là nhiều nữa. Bên cạnh đó thì có lá Love cũng nói về tình yêu luôn. Cho nên là đi cảm nhận là dường như trong đây bạn đạt được cái việc đó, chứ là bạn kết nối được mọi người nhiều hơn. Cái đó là cái sự thành công đầu tiên của bạn. Và ở đây bạn học được nhiều thứ, học được những cái bài học mới. Và đôi khi đó chỉ là học được cái cách im lặng, học được cái cách thầm lặng hy sinh cho người khác.
King of Water. Còn cho thấy được đôi khi ở đây bạn sẽ có được gọi là cái người ta gọi là người ta sẽ rất là quý bạn, người ta rất là quý bạn. Nếu mà nhìn vào bố cục của cái mối quan hệ này hoặc là nhìn vào bố cục của cái môi trường này thì bạn đang thể hiện một cách hết sức là hay á chứ. Bạn biết cách sử dụng mình trong việc liên kết mọi người và lợi dụng các mối quan hệ đó để mình có được những cái thứ khác. Đi cảm nhận đây là một cái điều hay cho những bạn nào chọn tụ bài số 1. Vậy thì đi tiếp tục lấy cho mọi người á. Để nói về mối quan hệ, chúng ta đã lỡ chạm đến mối quan hệ rồi, cho nên đi cũng sẽ nói hẳn về mối quan hệ luôn. Vậy thì mối quan hệ này nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao? Mối quan hệ này nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao? Đầu tiên đi có lá King of Cup. Ui, tôi vừa mới đụng vào chân máy quay nên nó hơi giật một chút xíu nha mọi người. Ok, đầu tiên bạn có lá King Cup, tiếp theo có lá Chestic, và cuối cùng bạn có lá Knight of Cup. À, cái bộ bài này, cái bộ bài này thì đi không có nhớ cái tên của cái bộ bài Eternal hay cái gì á. Nó khá là đẹp, nó có mạ vàng vàng đó, cho những bạn nào mà muốn biết cái tên bộ bài. Rồi, tiếp ha. Những cái lá bài này nó đang mô tả về những mối quan hệ. Có thể mối quan hệ ở đây á, bởi vì bạn chưa thật sự tin tưởng họ. Đây bạn hãy xem lại cái tiền đề. Cái tiền đề là những con người ở đây, hoặc cái cá tính của con người ở đây á, là những con người người ta không có thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Cho nên là bởi vì có thể bạn chưa hiểu được họ, chưa biết được những người này là người như thế nào, cho nên rằng bạn có giữ một cái thái độ chừng mực và vừa phải với những cái mối quan hệ ở trong cái môi trường này. À, đầu tiên ha, những cái rất là chừng mực và vừa phải. Cái tiếp á, đó là bạn gây được cái cảm xúc rất là tốt, tức là bạn gây được cái gọi là cái thiện cảm đối với những người khác á. Ở đây bạn có lá King of Water, tức là King of Cup rồi. Lặp lại ở đây bạn lại có thêm một lá King Cup ở dưới đây nữa, cho thấy được rằng cái môi trường này họ rất là quý bạn, hoặc là bạn rất là khéo léo, bạn rất là biết cách để len lỏi vào các mối quan hệ để tạo lập cho mình một cái chế độ vững chãi đằng sau lưng. Ok, rất là hay ha. Các bạn chọn tụi bài số 1 siêu hay á. Và đi có lấy thêm cho các bạn ba lá bài từ cái bộ bài Kama Tarot, Kama Oracle. Kama có nghĩa rằng là gọi là nghiệp báo. Nhưng mà ở đây thì cái bộ bài này thì nó coi theo cái chuẩn của kiểu như là coi theo cái kiểu của astrology, là coi theo kiểu của astrology, tức nghĩa là gì, tự nhiên nhắc ngang cái tôi quên mất tiêu nè. Astrology chim tinh học. Ok, thì nó được coi mỗi lần mình xem mình sẽ lấy ra ba lá bài, có lá plan là lá hành tinh, lá signs là lá ký tự ký hiệu, còn house là nhà ha. Đầu tiên chúng ta có, bạn có sao Jupiter, bạn có cung Libra thiên bình, và cuối cùng bạn có nhà tám. Cái thông điệp đầu tiên đến từ bộ bài cho bạn là learn or teach relationship as a lie or dead issues. Có nghĩa rằng là tại cái này nó sẽ ráp từng cái cụm từ của từng bộ bài lại, nó cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên thì đi nhìn thấy được rằng là ở đây là cái môi trường bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, hoặc là bạn cũng sẽ truyền đạt được nhiều thứ. Cái learn or teach đầu tiên, bạn có learn or teach thể hiện việc là bạn có thể là bạn sẽ được ai đó truyền dạy kiến thức, hoặc bạn cũng sẽ được học hỏi đây và bạn cũng được truyền đạt cho một ai đó. Cái đó đầu tiên ha. Cái thứ hai, cái mà bạn có đây là cung thiên bình. Justice cũng là cung thiên bình, mà lá Libra đây cũng là thiên bình, cho nên nó rằng là nó đưa ra một cái chữ là relationship, tức là mối quan hệ, tạo lập mối quan hệ. Nguyên cái cột này nãy giờ đây đi nhìn thấy những cái điều rất là tốt đẹp về mối quan hệ luôn. Hai cup nè, rồi lá the lover nè, lá justice nè, rồi relationship ở đây nữa, rất là hay ha. Cái cuối cùng đó là hãy tạo lập mối quan hệ, học hỏi từ nó, và đôi khi bạn cần phải giáo huấn các mối quan hệ đó, có nghĩa là đôi khi bạn cần phải tạo dựng những cái mối quan hệ nó vững chắc lẫn nhau để họ có thể đặt lòng tin ở bạn. Và cứ như là bạn, cũng như là bạn đừng có ngại ngần cho cái việc thể hiện bạn ra. Cái tiếp theo á là bạn nên sử dụng những cái khả năng của bản thân để cho mình phát triển hơn, hoặc là ở trong cái môi trường này bạn sẽ được phát triển hơn. Phát triển bằng cách là bạn sẽ có cái sự kết nối với đồng đội. Dường như là đi có thể hiểu ra một chút xíu là dường như cái bạn mà chọn tụi bài số 1, bạn cũng có tí nhan sắc. Ok, bạn cũng có một chút xíu nhan sắc á, cho nên rằng là bạn thu hút được khá là nhiều người, hoặc là cái bề ngoài của bạn rất là ưa nhìn, cho nên bạn thu hút rất là nhiều người. Cái thông điệp từ cái ba lá bài này đưa cho bạn đó chính là bạn hãy học hỏi từ các mối quan hệ, tạo lập những cái mối quan hệ đó, và từ đó bạn sẽ có những cái bài học mới, và từ đó bạn sẽ lớn lên và phát triển ngày càng mạnh hơn. Đó chính là những gì đến từ những lá bài Oracle này. Còn bây giờ thì tụi bài số 1 kết thúc. Ok, chào mọi người. Và đây là tụi bài số 2 với viên đá gỗ hóa thạch. Ghi cũng sẽ để ở đây.
Để trả lời cho câu hỏi rằng là bạn sẽ học được gì ở môi trường mới, thì Dia có lấy ra một số lá bài đầu tiên để lý giải xem môi trường mới của bạn đó là môi trường như thế nào. The Star ngược, King of Cup ngược và King of Sword ngược. Trời, cái gì mà ngược ngạo trơn đây. Có thể cái môi trường mới của bạn nó rất là khác, nó rất là khác với những gì mà bạn đã từng trải nghiệm. Xong rồi sẽ có những cái người bước vô đây xong lại nói đi rằng ủa thì môi trường mới đương nhiên nó phải khác với môi trường cũ chứ. Thì không phải nha, không nhất thiết. Thì có thể là một số cái môi trường mới nó không nhất thiết phải khác môi trường cũ nha mọi người. Ok, rồi. Tiếp ở đây chúng ta có lá The Star thể hiện cho việc là bạn rất là may mắn, hoặc là một cái ước nguyện của bạn được trở thành hiện thực khi mà bạn bước chân vô cái môi trường mới này. Hoặc là khi mà bạn có ở cái môi trường mới này, bạn cảm thấy bạn rất là may mắn, hoặc cái môi trường mới này đem đến cái sự tự hào cho bạn. Ở đây là một cái môi trường người ta thiên về nghệ thuật hoặc là sự ăn nói rất là nhiều, thiên về cảm xúc và trí tuệ rất là nhiều. Nên đi có cái linh cảm như những cái bạn nào mà thuộc hàng sĩ tử mà vô đây là có thể là các bạn sẽ học những cái ngành nghệ thuật á, vẽ vời, hát hò, múa may, đàn, rồi diễn kịch. Thí dụ, bởi vì đi nhìn thấy nó rất là nhiều những cái yếu tố nghệ thuật ở đây. Nhìn chung đầu tiên chúng ta được mở ra với một cái môi trường rất là thú vị. Tuy nhiên cái môi trường này nó phá tan tất cả những cái luật lệ, hoặc là phá tan hết tất cả những cái gì bạn đã biết, hoặc là những cái gì bạn đã có trước đó. Nó giống như cái việc là có thể là bạn đi học đại học ở một cái ngành nào đó rồi, nhưng mà trước đó có thể là bạn đã có một cái lớp kiến thức sẵn của một cái ngành nào đó tương tự. Nhưng rồi thì bạn bước chân vào đây, bạn với cái tâm thế là ôi cái này thì nó cũng giống như cái trường cũ mình học thôi, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không ngờ là wow, nó khác nhiều quá. Bạn bị choáng ngợp bởi nó. Hoặc là những cái bạn sĩ tử mà bước vô lần đầu tiên bước vô đại học đó là wow, tại sao nó khác hơn với những gì mà mình hình dung trong cái việc đi học của mình quá vậy. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái tụ bài đầu tiên ha. Tiếp theo đi muốn nhìn thấy xem vậy thì các bạn sẽ có được gì, hoặc là bạn sẽ tạo lập được gì ở đây. Những cái thành tựu bản thân của bạn có ở trong cái môi trường này đó là gì. Đầu tiên bạn có lá Ace of Earth, một tiền, lá Eight of Water, tám nước, và Queen of Water, hoàng hậu nước. Wow. Có lẽ ở đây á, cái điều lớn nhất mà bạn có, cái điều lớn nhất mà bạn làm được đó chính là thay đổi bản thân, thay đổi cái nhìn của bản thân, thay đổi cảm xúc của bản thân, hoặc thay đổi con người của bạn. Một con người mới hơn sẽ đến với bạn. Kiểu giống như là ngày xưa bạn có thể là một người rụt rè, hoặc ngày xưa thì bạn ăn bận, nó chưa thật sự là được đẹp đẽ, được fashion lắm. Bởi vì tại sao đi lại nói như vậy? Tại vì ở đây là những cái trường mà đi, nếu mà thật sự nếu mà bạn đang là sinh viên mà vô những cái này á, thì rất có thể là đó là ngành truyền thông, mà ngành gì mà rất là đòi hỏi cái tính thẩm mỹ cao, rồi mỹ thuật hoặc là nghệ thuật á. Cho nên đi nhìn thấy các bạn đòi hỏi ở trong đấy, cái môi trường đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, cho nên khi mà vào đây các bạn cũng được thay đổi, các bạn được biến đổi theo cái môi trường đó cho phù hợp hơn. Thì thấy rằng là bạn sẽ thay đổi cái con người của bạn, có thể là bạn sẽ fashion hơn, hoặc là bạn có thể là bạn sẽ trầm lặng hơn, bạn sẽ có cái độ dày dặn hơn trong cái cách nhìn cuộc sống của bạn đó. Cái đó là cái mà bạn có được ha, cái đó là cái mà bạn làm được. Còn hơn thì đi chưa nhìn thấy được nhiều thứ quá ở cái tụ bài số 2. Có lẽ bởi vì những cái bạn tụ bài số 2, các bạn bước vào đây á, các bạn bị niềm vui lấn át cả cái vấn đề bạn bước vô đây để làm gì á. Đó, kiểu là đi học mà vui quá rồi, đậu đại học vui quá rồi, vui rất vui rồi, nên dành nguyên một năm nhất để chơi luôn á, thì kiểu không vậy. Tiếp, đi muốn nhìn thấy xem vậy thì những cái mối quan hệ của các bạn ở trong cái môi trường này nó sẽ thế nào. Đầu tiên thì đi có lá Knight of Pentacles, lá Six of Pentacles và cuối cùng là lá The Magicians. Những cái mối quan hệ trong đây thì bạn phải nuôi nó. Hẳn là những cái mối quan hệ rất là mới, nhưng mà bạn cảm nhận giống như là ở đây cái môi trường này nó thực tế hơn, nó thực tiễn hơn với cái môi trường mà bạn đã từng có ở, bạn đã từng tham gia. Thế cái kiểu giống như là ở môi trường cũ thì có thể là dùng cái chữ này thì nó hơi kỳ quá, thì kêu là người ta không có bị thực tế hoặc là bị thực dụng thái quá, nhưng mà cái môi trường này á, bạn sẽ cảm thấy con người ta rất là thực dụng, hoặc là có một cái lý do gì đó thì người ta mới tìm tới bạn, chứ không phải là mình muốn kết bạn với bạn chỉ đơn giản là bạn bè thôi rồi hai người cùng nhau tiến lên. Không có. Mà cái này bạn nhìn thấy là những cái mối quan hệ, cái kết giao của bạn á, nó đến từ cái việc là bạn đã làm gì đó cho người ta, hoặc là đã có một cái sự đổi chác gì đó ở đây, hoặc là người ta chơi với bạn là để có một cái quyền lợi nào đó, cho nên người ta mới kết hợp với bạn đó. Đi cảm nhận như vậy, những cái mối quan hệ cho nó hơi toxic kỳ gì trời. Rồi ở đây thì Đi có lấy ra cho các bạn ba lá bài từ một cái bộ bài Oracle của Đi, đó là bộ Kama.
chúng ta hãy xem các bạn có những thông điệp nào ha. Đầu tiên các bạn có lá bài đến từ sao hỏa Mars. Bạn có lá bài đến từ cung song tử Gemini. Và bạn có lá bài đến từ nhà số 7, chỉ đạo về sự liên kết giao tiếp nè. Wow. Có thể rằng ở cái môi trường này á, bạn sẽ có được nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng mà nó sử dụng cái cụm từ đó là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hợp tác đôi bên cùng có lợi nha. Tức là ở trong đây không có chuyện bạn bè anh em chí cốt gì hết, mà chỉ là đối tác với nhau mà thôi. Các bạn nên phân biệt rõ cái đó ha. Đây là một cái cuộc hành trình. Cái cuộc hành trình của bạn á, là để bạn đi tìm cái điều mà bạn sẽ rõ. What you want to be known, the ride for what you want to be known, là cái cuộc hành trình để tìm ra cái điều mà bạn thực sự mong muốn là gì. Và cái đó rất có thể là cái tâm linh bên trong của bạn, cái định hướng bên trong bạn. Có thể là bạn muốn học thêm một cái gì đó mới, hoặc là bạn muốn thay đổi bản thân, thì thực sự bạn có được cái đó. Và bạn có được những cái con người đến để hợp tác với bạn. Đi sẽ không sử dụng cái chữ là những người bạn, mà sẽ dùng là những đối tác dành cho những cái trường hợp này. Những đối tác. Ok, trở lại đây. Hồi nãy đang quay xong cái máy nó báo hết dung lượng. Coi mọi người có điên không, tức luôn á. Lúc đầu á, một fan húp vía, tưởng đâu nãy giờ nói như một con điên mà nó không lưu lại thì chết tôi quá mọi người ạ. Rồi bây giờ thì đi sẽ tóm gọn lại cho mọi người về những cái thông điệp ha. Đó chính là ở trong đây thì bạn sẽ tìm cái con đường ngắn nhất để đạt được cái điều mà bạn mong muốn. Không có mặc đến cái chuyện là muốn tạo dựng nhiều mối quan hệ hay không. Ở đây thì bạn cảm nhận là khi mà chạm trán những mối quan hệ, bạn sẽ cảm thấy là bạn bị bạn dè chừng với họ nhiều. Bạn phải dè chừng với họ nhiều. Và ở đây đa số những mối quan hệ đến với bạn thì là nó như một cái mối quan hệ hợp tác song phương, chứ không hẳn là những cái mối quan hệ huynh đệ, rồi những mối quan hệ bạn bè chỉ bằng gì tốt bụng không có. Luôn luôn có những cái lợi ích nên người ta mới đến với bạn. Ok, tụ bài số 2 thúc. Ok, tụ bài số 3 đây. Tụ bài số 3 với viên đá bong 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 này. Để trả lời cho câu hỏi bạn sẽ học được những gì ở môi trường mới, thì đi đầu tiên đi muốn biết là cái môi trường mới của bạn á, nó sẽ như thế nào, nó ra làm sao. Đó, đầu ta có là full nè, có night nè, night of one nè, có four of one nè. Hey, tốt nha. Ê, tốt nha. Các bạn mà chọn cái tụ bài số 3 này đi, cảm nhận luôn. Đây hẳn là một cuộc hành trình mới toanh, mới, rất rất mới. Bạn như một con nai tơ bước vô luôn. Cái gì bạn cũng không biết hết. Và trong cái môi trường này bạn cảm thấy thật sự là rất là có nhiệt. Rất là có nhiệt, rất là sôi nổi. Sôi nổi nè, náo động nè, hoạt bát nè. Rồi ở đây á, những cái con người ở trong đây á, bạn cảm thấy là họ như gia đình á, họ như người nhà á, chứ không có bị xa cách. Ok, đó là cái đầu tiên đi cảm nhận nó thấy là tốt rồi đó. Và trong đây cái tinh thần tập thể rất là tốt, và bạn cũng thích điều đó. Ở trong đây thì bạn cũng dường như trong cái môi trường này người ta cũng thoải mái, người ta cũng thoải mái và không có bị gò ép lắm. Kế tiếp thì em muốn nhìn thấy xem bạn sẽ học được gì, bạn là bạn sẽ có được gì từ cái mối từ cái môi trường này. Bạn sẽ có được gì từ cái môi trường này. Bạn có lá The Sun nè, có lá 10 tiền nè, có lá The Star. Wow. Ê, tụi bài số 3 tốt quá trời nè. Tụi bài số 3 thật sự rất tốt nha mọi người. Đầu tiên bạn sẽ có được gì? Có thể là bạn sẽ có được niềm vui, những cái tương lai sáng lạng. Ở đây thì bạn nhận ra, bạn học hỏi được rất là nhiều thứ. Cái trend of earth này cho thấy được, vì là bỏ tiền ra ở cái môi trường này, hoặc là nếu bạn đang đi học, bỏ tiền ra để học là xứng đáng. Hoặc là bạn làm việc ở đây thì bỏ công bỏ sức để làm việc ở cái môi trường này là xứng đáng, chứ không có sai lầm. Đó, thật sự tốt lắm. Mà cuối rồi người ta còn có lá star cho bạn nữa, là quá tốt luôn. Lá star đại diện cho một sự may mắn, một phép màu, một ước vọng, một khát khao tốt đẹp. Feel good, it's so cool. Oh my god, it's so cool. Ok, tiếp thì đem muốn nhìn thấy xem về các mối quan hệ của các bạn tụi bài số 3. Có vẻ giống như là tụi bài số 3 nó tốt quá đó mọi người. Không có cái... mình xin vừa mới rút lại cái lời nói tốt đó. Dường như là bên cạnh những cái tốt, những cái điều kiện đến từ cái môi trường này, nó tạo cho bạn một cái môi trường hoạt náo nè. Rồi ở đây bạn có được nhiều cái sự học hỏi nè. Rồi một cái môi trường tạo điều kiện cho việc học rất là sáng tạo, rất là open. Nhưng trong đây thì bạn gặp rất nhiều những con người, rất nhiều những con mẹ mà bạn cảm thấy không có ưa vô được. Những cái sự cạnh tranh nội bộ rất là gay gắt ở trong đây, hoặc những cái chỉ tiêu của học sinh trong đây họ rất là gay gắt với nhau, cũng như là những cái con người làm việc chung với bạn, họ cũng rất là chảnh chọe, rất là khó gần, rất là gọi là rất là trẻ trâu. Ok,
rất là trẻ trâu. Và đa số những cái mối quan hệ trong đây thì đi cảm nhận giống như là mày có tài thì tao mới chơi với mày, còn không là tao không chơi với mày, thì kiểu giống vậy. Là mày làm được việc thì tao mới chơi với mày. Nên ở cái môi trường này thì đôi khi mình cũng sẽ cảm nhận được một cái sự kỳ thị nào đó. Wow, nhưng kỳ thị này là do con người nha. Còn cái bản chất của cái môi trường này thì nó vẫn là một môi trường khá là open. Tiếp thì đi có lấy ra cho các bạn ba lá bài đến từ một bộ bài Oracle. À, ba lá bài đến từ một bộ bài Oracle. Đầu tiên bạn có sao thủy Neptune nè. Bạn có lá Cancer của cung cự giải. Lá nhà ba. Ok. Ok, đi nhìn thấy được rất rõ ràng những cái thông điệp đến từ tri thức trong cái ván trải này luôn. Rất nhiều cái thông điệp đến từ tri thức. Có vẻ giống như là những cái mối quan hệ trong đây á, bạn phải lựa chọn một cái việc là nếu mà bạn muốn thành công ở trong đây thì bạn phải là một con người đơn độc, hoặc là nó có một cái sự hy sinh nào đó sẽ diễn ra cho bạn trong đây, một cái hành động của một cái sự đánh đổi cho một cái gì đó. Thế kiểu giống như là trong đây thì bạn sẽ các bạn này thì đi cảm nhận giống như bạn tụ bài số 1 á, các bạn sẽ đạt được rất là nhiều thứ, nhưng các bạn sẽ không có một thứ, đó chính là gì các bạn biết không? Đó chính là những mối quan hệ tốt. Ở trong đây người ta quý nhau, người ta đến với nhau bởi vì lợi ích cá nhân nhiều hơn là đến vì một cái gì đó về cảm xúc. Giờ tao thấy mày vui quá à, là hai mày đi chơi, cái là cảm xúc. Nhưng không, những mối quan hệ mới là bạn học rất là tốt á, mình sẽ đến ở chung nhóm với bạn. Rất là, có thể là cái nhìn ban đầu thôi, nhưng cái nhìn ban đầu của đi dành cho cái tụ bài này nó là như thế. Và đi mong rằng với những gì cái môi trường này nó có sẵn là những cái điều rất là tốt, thì nó cũng sẽ bù đắp lại cho bạn một phần nào đó về yếu tố con người. Ok, vậy thì tụ bài số 3 kết thúc. Ok, tụ bài số 4 đây, cũng là tụ bài cuối cùng với viên đá màu xanh. Đi sẽ để nó ở đây. Mình này điệu để thêm cái tháp, lúc trước cũng điệu nhiều hơn, để nhiều thứ, nhưng mà càng ngày càng thấy cái bàn nó chật. Ok, tiếp quay lại để trả lời cho cái câu hỏi này là bạn sẽ học được gì ở cái môi trường mới. Đầu tiên đi phải xem môi trường mới của bạn nó ra làm sao. Wow, có một sự thay đổi rất là ngoạn mục cho những bạn chọn tụ bài số 4 này. Cái môi trường này khá là thú vị, bạn rất là thích nó luôn. Hoặc là bạn có một cái sự quyết định thẳng thắn khi mà bạn chọn cái môi trường này. Hoặc là khi mà bạn chọn môi trường này thì bạn không còn một lựa chọn nào hết. Nên đi cảm nhận là một cái sự chắc chắn khi mà bạn đi tới cái môi trường này đó. Có gì đó rất là chắc chắn. Có gì đó là chắc chắn ta sẽ vô trường này học á. Cái kiểu giống vậy. Good, it's so good baby. Tiếp thì đi nhìn thấy được á là cái môi trường này nó sẽ cho bạn một cái định hướng rất là tốt, là hoặc là chính bản thân bạn đã có một cái định hướng cho cái việc bạn bước chân vô đây rồi. Cho nên rằng á là những cái sự thay đổi ở đây là những cái điều khá là rất là tốt đẹp. Cái lá đét ở đây á, cái màu sắc, cái mùa xuân đang tỏa ra từ trong cái lá đét, mặc dù nó là cái lá chết chóc, nhưng mà đây thể hiện một cái sự thay đổi rất là tốt. Cái điểm sáng nó đang phát như phát sáng nè, nó đang chiếu rọi tới cái tương lai của bạn với lá Two of Wands. Một con chim sổ lòng ư? Nhưng dường như bạn chọn cái môi trường này là như một con cá gặp nước, như cái sự thoát ra khỏi một cái gì đó, hoặc là đây là cái môi trường bạn cực kỳ thích luôn, như là bạn thoát ra khỏi trong cái quá khứ, bạn thoát ra được khỏi một cái gì, bạn mừng rúm lên, bạn mừng húm lên, bạn không còn một cái lời nào có thể diễn tả được đó. Ok, nó nằm đây đó nha. Ok, kế tiếp thì đi muốn nhìn thấy xem vậy thì bạn sẽ có được gì ở cái môi trường này. Ok, có thể rằng là bởi vì đây là cái môi trường mà bạn đã sẵn sàng đón nhận nó và đã sẵn sàng tiến tới á, kiểu là bạn hiểu nó rồi á, hoặc là bạn cũng không có nhiều cái sự bỡ ngỡ cái môi trường này. Cho nên khi mà tới cái môi trường này ấy, thì ngoài cái sự dày dặn, hoặc là ngoài cái việc bạn sẽ có cái sự kiên trì ở trong cái môi trường này, hoặc là bạn sẽ có được cái sự trung trinh, sự sắc son như cái môi trường này, đôi khi là công ty hoặc là trường học này, thì đừng có đứa nào sắc son trường học quá nha mấy đứa. Trời ơi, ai mà sắc son trường học quá là học bao 3, 4, 5, 6 năm đó nha. Còn làm công ty thì nên sắc son đây nè, đó có một cái sự sắc son nào đó trong công việc đó thì khá là tốt đó mọi người. Cái định hướng của bạn đến đây á, đến trong cái ván trải này, nhìn thấy là có thể là bạn sẽ có một cái nền tảng vững chắc. Nhưng mà ở đây đi nhìn thấy lá hai tiền thì đi cũng hơi nghi ngờ một chút xíu, là có phải bạn đến cái ngôi trường này là thực sự là để học, hoặc là bạn đến cái công ty này là thực sự là để làm, để kiếm tiền hay không, hay là đến rồi để giải khuây, tôi cũng không biết nữa nè. Ok, cái tiếp thì đi muốn nhìn thấy được các mối quan hệ của các bạn. Wow, lần thứ hai bạn có lá Two of Swords, cho thấy được rằng cái cá tính của bạn là một cái người rất là hay mông lung, hoặc nó đang ám chỉ cho đi rằng những cái bạn mà chọn tụ bài số 2 là những cái bạn rằng là một
cái lá này nó bị ngược, nên cho thấy được là đôi khi cái bạn này là bạn quyết định rất là rõ ràng, bạn rất là rõ ràng cho là nhiều việc. Còn nếu mà bạn không phải là rất rõ ràng thì bạn sẽ thuộc cái tiếp ra là mông lung đến nỗi không còn gì có thể mông lung hơn bạn nữa hết. À, mông lung như một trò đùa đó, anh xin giơ tay đứa cuối thôi đó. Đó thì đây, my gosh, two of shore thể hiện vì là những cái mối quan hệ trong đây thì cũng được, cũng sơ sơ thôi, cũng ổn. Nhưng mà bạn cảm thấy là bạn chơi không vô. Ủa sao kỳ quá vậy ta? Rất là kỳ luôn nha. Bốn cái tụ bài nãy giờ đi trải ra thì chưa có cái tụ bài nào mà Di cảm thấy các bạn có thể hòa đồng với các mối quan hệ hết. Nhưng mà Di cảm nhận giống như là có thể cái môi trường mới này nó là một cái thời gian ngắn thời. Còn Tarot thì còn bạn thì sống một khoảng thời gian dài, mà Tarot nó chỉ coi thời gian ngắn thôi. Nên hy vọng là nó sẽ có những sự thay đổi tích cực trong khoảng thời gian sau ha. Ở đây bạn bước nhưng mà cảm thấy bạn không ưa đứa nào hết trơn. Ghê. Dữ á, tài phiệt dữ á. Bạn giống như bạn là một ốc đảo luôn. Page of Pentacles, bạn một mình, bạn một cõi, bạn không chơi ai trơn. Bạn không chơi ai trơn, kiểu vậy đó. Ok, đi có lấy ra cho bạn ba lá bài từ một bộ Oracle của đi. Đầu tiên bạn có lá The South Node, có lá Scorpio và lá nhà 4. Thì đi cảm nhận giống như á, ở đây là một cái thông điệp cho cái việc là bạn cần nên làm rõ, hoặc bạn sẽ được mở ra, bạn sẽ được diễn thấy được, hoặc là bạn sẽ được cho nhìn thấy, cảm nhận thấy được một cái điều gì đó trong quá khứ, hoặc là bạn sẽ nhìn thấy được. Nói chung nó thiên về cảm nhận rất là nhiều. Cái thông điệp đến từ cảm nhận, cái thông điệp đến từ những bí ẩn hoặc là những cái bí mật, nó đập thẳng vô mặt của Dia luôn. Nó đập thẳng như mặt của đi. Những cái sự mông lung nào, những cái sự bí mật nào mà đang còn trong cái đầu của bạn á, thì rất có thể nó sẽ được làm rõ. Hoặc là vào trong cái môi trường này á, thì cái thông điệp nó sẽ hướng tới là việc là cho bạn nhiều cái kiến thức mới hơn, hoặc là cho bạn thấy bạn là ai trong cuộc sống này. Đó, ghê không, ghê không? Tôi không hiểu sao mà lý do tại sao mà nó lại nói như vậy nữa. Thì ok, phải là do chính bản thân các bạn cảm nhận thôi. Chứ bởi vì bài nó nói sao tôi nói vậy, nhiều khi tôi cảm thấy bài mông lung như một trò đùa luôn á. Nhưng mà coi như là tôi nói sai đi ha, nếu mà thật sự nó có sai. Tôi nói cái gì tôi cũng không hiểu nữa. Ok, bây giờ thì tụ bài số 4 kết thúc thôi. Ok, các bạn thân yêu của chúng tôi ơi, thì clip đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì đừng quên subscribe, like và share cái clip này nếu mà bạn cảm thấy quá thích đi. Và nhớ là quan trọng là subscribe, nhớ subscribe với theo dõi đi nha. Và nhấn ấn cái chuông nhỏ để mỗi lần mà đi có ra clip mới thì biết ngay liền lập tức. Ok, bên cạnh tôi cứ nói là bên cạnh đó hoài luôn. Tôi tức cái linh hồn của tôi ghê luôn vậy á. Tiếp là cái tập mà linh tinh tâm linh. Lộn, tôi cứ lộn mà bữa nay cái ngày gì mà tôi ăn quá trời thứ lộn nè. Đó là kể đi đi nghe sẽ có ra những cái mùa tiếp, dùng cái chữ mùa thì cũng kỳ quá, sẽ ra được những cái phần tiếp theo nữa. Có hay không là do chính bản thân những người xem ở đây. Các bạn gửi những câu chuyện của các bạn về cho đi nha. Còn bây giờ thì clip kết thúc thôi. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong Đia Tarot Tâm Sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.